Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 3, đơn vị thi công dự án quảng trường trung tâm thành phố Giang Nghĩa tiến hành san lấp mặt bằng, tháo gỡ cầu Đăng Nông cũ. Với người dân địa phương gắn bó với vùng đất này đều có những tâm trạng vui buồn đan xen. Ngay trong thời điểm cầu Đăng Nông cũ sẽ đi vào quá khứ, nhiều người dân tranh thủ thời gian đến đây ghi lại khoảnh khắc đẹp, lưu giữ làm kỷ niệm. Vui mừng, hối tiếc, đó là tâm trạng của người dân trên địa bàn trước ngày tháo gỡ cầu Đăng Nông cũ, nhiều mặt bằng thi công dự án quảng trường trung tâm thành phố Giang Nghĩa. Ngày xưa mình tới đây đi nhiều đi lại ấy, như kiểu nó một kỷ niệm. Bây giờ thì phá đi thì nói chung là nó theo cái xu hướng của xã hội thôi, phải làm mới để nó thuận tiện đi lại thuận tiện hơn. Thì cũng rất là trong lòng rất hay phấn khởi. Nói chung là tỉnh đầu tư vào cầu này để bà con đi thuận tiện hơn. Phấn khởi nhưng mà nó vẫn lưu lại cái kỷ niệm của cái cầu cũ. Thì trước kia là cầu này nó bị ngập. Thì hy vọng coi đi là nhà nước coi đi là làm nó cao lên ráo đẹp sạch sẽ quảng trường này thôi. Thành phố mình á nó càng phát triển hơn thì cũng nên như hạn như là mình cũng nên là xóa bỏ những vấn đề đi cũng được, không sao hết, nhưng mà càng nhưng phải có đổi mới thì ở tỉnh mình mới phát triển được. Ông Phạm Văn Đồng ở phường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa, gần cả cuộc đời mưu sinh đã gắn bó với cây cầu này. Trước thời khắc cầu Đăng Nông cũ sẽ đi vào quá khứ, ông Đồng và rất nhiều người dân trên địa bàn đến ghi lại những hình ảnh đẹp, lưu giữ làm kỷ niệm. Nói chung tôi liên tiếp tôi chỉ đứng tôi nhìn tháo gỡ cây cầu, tôi xem lại cái ký ức của thời xưa và thời nay, tôi phải lưu lại những cái hình kỷ niệm để làm kỷ niệm cái Đăng Nông đổi mới. Sinh ra lớn lên ở đây, lớn lên cái cầu này đi chợ đi học này. Rồi nó gắn liền tuổi thơ, tắm rửa cây cầu này từ nhỏ, suối nước là trong xanh, bây giờ mất đi rồi là không còn cây cầu kỷ niệm nữa. Thì bây giờ mình dùng điện thoại, mình quay phim, chụp hình để lưu lại thôi. Dự án quảng trường trung tâm thành phố Giang Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, được người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Theo kế hoạch, công trình trọng điểm này được khởi công từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 và dự kiến hoàn thành bàn giao vào cuối năm 2023 để kịp chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đăng Nông.